Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng trên trời sẽ rơi tất cả các block có trong Minecraft. Hy vọng các bạn xem xong video này và hãy ấn như mình vào cái nút đăng ký, bởi vì có tới tận 95% những người đang xem video của mình trong một tháng qua là chưa nút đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ chúc bạn xem video vui vẻ. Chúng ta vào thế giới là đây. Đó, hôm nay đây là cái thế giới của chúng ta các bạn à. Và sau khi mình bấm lệnh này lên thì chúng ta thấy một cái block đang rơi kìa. Các bạn thấy đây cái video rất là lạ đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng các bạn trên trời sẽ rớt ra những cái block mà các bạn không tin được đâu. Bởi vì nó có thể là kim cương, có thể là netherite. Làm sao mình có thể đánh được rồng nhanh nhất đúng không nào? Đó là gỗ nữa. Nó rớt kim cương sẵn luôn mọi người. Let's go. Bây giờ mình cần đào đá. Mình hy vọng là sẽ rớt ra block sắt để mình có thể lấy đá để mà đào block sắt luôn. Boom. Bây giờ mình làm đồ đá nè. Xong cái này chúng ta thấy có đồ xịn nè mọi người. Mình thấy đằng kia nè. Đây. Mình thấy gì không? Đó là cái lò. Đó là cái chỗ mà để củi các thứ, để gỗ, để củi các thứ mọi người. Đấy. Thì bên bển, chúng ta sẽ qua bên bển để ra nung đồ ăn. Nó rất ra lửa à. Đồ ăn. 1, 2, 3, 4. Giúp. Ngon luôn. Dương. Yes, chúng ta không phải làm dương nữa rồi mọi người. Và cần tìm một cục, vài cục flint nào. Đây rồi. Chúng ta có đầu Wither Skeleton. Liệu mình có thể đánh được Wither Skeleton không ta? Block sắt ơi. Mình đang tha thiết tìm được block sắt luôn mọi người. Đằng kia có cái hang hơi bự. Mình có thể xuống như đó. Không cần xuống đó nữa. Yep, chúng ta đã đủ sắt rồi mọi người. 3 cọc và 4 cục đá thường. Mình hy vọng là đang đi thế này thì lát hồi nó sẽ rớt cho mình 2 cục kim cương thì trên trời rơi xuống cũng được, không cần phải một cục đâu ha. Chúng ta đã được một cục sắt rồi. Lên cái kim cương dễ luôn thôi. Chúng ta kết thúc game rồi. Thế này chúng ta kết thúc game rồi đúng không mọi người? Thế này. Ok. Easy. Chúng ta lấy được. Lò nung đồ ăn. Cảm ơn. Đây rồi. Kim cương. Let's go. Các bạn nói mình là tại sao mình nói từ let's go nhiều quá vậy, nhưng mà khi các bạn đang hào hứng cái gì đó thì các bạn phải let's go. Liệu nó có nên là bộ giáp bằng kim cương sớm không nhỉ? Mình nghĩ là được. Yep. Tuyệt vời. Mình nghĩ là bây giờ mình chỉ cần đi vòng vòng và sau đó mình sẽ tìm cái hồ lava hoặc là thêm một block kim ở một block sắt nữa là được. Creeper. Shit. Lapis à. Lỡ nó có rớt ra thêm cái gì ta, bàn enchant thì có khi cái lapis này lại hợp lý đấy mọi người. Liệu sẽ có cái gì đó cho chúng ta trên đây không ta? Một lóc vàng này cũng được. Efficiency. Cũng ngon đấy. Unbreaking Curse of Vanishing à. Ok, lấy cái này. Mình nghĩ là vẫn còn phải đi xuống cái hang nào đó để thêm sắt thôi mọi người. Nãy giờ mình không tin được là mình có một block kim cương, nhưng mà mình không tìm được một block sắt nào. Nó sẽ rớt 2 block trong vòng 1 giây mọi người à. Làm ơn hy vọng ra nhiều vậy thì làm ơn cho mình một cái block kim cương hay là block sắt gì đó nhiều tí chứ. Trời, 3 cái. Đấy, đổi cái rìu là xong. Giờ này bắt đầu nhiều block rồi. Để coi. Chúng ta có thể sử dụng cái này mà mình cũng không biết sử dụng làm cái gì nữa, nhưng mà hy vọng chúng ta có thể sử dụng. Sao cái này rơi xuống đẹp vậy, đúng chuẩn như một cái bàn luôn này. Mình thấy block kim cương à, không nhầm được đâu, mất luôn. 10 cục kim cương à. Rồi, một cái quần và một cái cốp, quá là chuẩn bài luôn. Sao mình vẫn gỡ cái quần kết hợp Vanishing ra được vậy? Vanishing là biến mất thôi. Giúp mình mém nữa, mình tưởng là mình lấy lộn đồ rồi. Khoan, liệu nó có phải là nó không? Cái con này. Vứt ra. Cái này là block để làm netherite. Smithing table. Yep. Chúng ta cần nó để có thể biến cái giáp của mình thành đồ này thôi. Một block kim cương nữa. Ok, chúng ta không cần thêm block sắt rồi mọi người. Quá là dữ dằn luôn. Full giáp kim cương. Vứt đây. Nung lên nè. Cái đầu con Wither Skeleton cuối cùng mà mình cần. Ba đầu rồi. Yeah, chúng ta có 3 đầu con Wither Skeleton rồi. Chúng ta có thể để hai cái này ở đây và cái cục này ở giữa đúng không? Nó để sao vậy? Làm sao chế tạo được? Chế tạo này thôi đó. 4 cục luôn à. Ok, thôi bỏ. Chúng ta không làm được đây thôi đó. Mình thấy block sắt rồi. Đây là block sắt đầu tiên ta tìm thấy trong game. Mặc dù mình không biết tại sao mình lại có đủ đồ kim cương rồi, nhưng mà mình vẫn tìm thấy block sắt. Nhưng mà block đầu tiên của game.
Là lóc xác kệ, có thể đi xuống dưới đây rồi đó. Mình nghĩ là mình cần phải tìm cái hang nào đó để mình xuống địa ngục rồi. Ác hồn mình đi lên nó sẽ cho mình đồ sâu thì lúc đó tính. Hồ la bay luôn rồi. Tuyệt vời, mặt trời. Đây, qua làm cái cổng luôn coi. Ba block sẽ rơi liên tục à. Không sao, sao sao. Ba block rơi liên tục đây. Để mình còn có mau có đồ netherite rồi kim cương rồi các thứ nữa. Mình hy vọng mình làm đủ được một món netherite. Mình vui lắm luôn rồi. Xong. Có cái này cái đã. Rồi. Wow, hơi thấp nhỉ, hơi thấp đó. Ê, nó có rơi block từ trên trời xuống không trời? Hy vọng nó không có. Wait a minute. Đó là Bastion. Mình khá chắc đó là Bastion. Đây cần phải đổi đồ biết liền. Nhanh. Cái đường này. Ok. Có thể mặc lên. Obsidian à. Có thể. Lấy luôn. Lóc xịn đây nè. Ôi không. Ui. Bên. Bên. Hợp lý luôn. Muốn lấy sắt gì đấy. Mình sẽ đào vàng xung quanh coi ở đây còn vàng không ta. Thêm vàng. Ui, vàng nhiều thế. Ban đầu mình cứ tưởng đây không có vàng cơ, nhưng bây giờ có rất nhiều rồi đó. 36 cái. Thêm mắt nè. 16 mắt rồi. Wow, thêm mắt nè, thêm cái fire piston. Để cái này để mình đánh con bờ đây thôi. Cảm giác như là block nó vẫn rơi trên đây vậy. Nó vẫn rơi. Là sao rơi trên đây được hay vậy đó? Kỳ lạ. Ok. Chặt đây thôi. Yep. Hiếm nè. Barrier. Block nó hơi đỉnh. Đang đói bụng. Ê, con gà này chết rồi. Yep. Mình không có đụng vô cái con biết liên nhỏ là được đúng không? Được thế nha. Thế là được hồi máu rồi. Khoan, đúng rồi, nắm. Nắm đây rồi. Đói quá trời, đói luôn rồi trời. Được. Rồi, đi một vòng thế giới luôn. Quay. What? Hai cái Bastion đây luôn. Ok. Mình không tin được ấy. Nhưng mà có hai cái Bastion đấy. Trời. Tránh ra. Đừng có chơi được đuổi đây chứ trời, đây nguy hiểm lắm anh mấy bạn. Vút qua bên kia. Khoan. Hơi bị may mắn nha. Mém tí nữa là chết rồi. Wow. Một pha. Mém tí nữa là đi vào lòng đất rồi. Holy shit. Rốt cuộc cũng đã tới rồi. Ngày này cũng tới. Ê, mình thấy con play đằng trước luôn nha. Nhưng mà cẩn thận. Có thể quăng cục ngọc qua bên kia. Ok. Lúc bây giờ vẫn còn 1 phút à. Ui, 1 phút à. Không. Hết chống lửa rồi. Holy shit. Càng đó. Ui, sao có hồ nước đây? Uầy, may mắn vậy. Hồ nước ở đây là hơi bị may luôn á mọi người. Eo. Đấy. 6 cái rồi. Giờ kiếm đâu ra thịt mang nữa trời. Ui, đứng trong này chứ. Nguy hiểm quá. Cây cuối. Không quan tâm, đập luôn. Ok. Về. Cái flint and steel của mình đâu? Wow. Nó hơi bị căng luôn á. Ôi. Mình mém tí nữa là mình ngẫm luôn ở dưới cái đó rồi. Còn gặp nước nữa. Ok, lên được tới đây rồi. What the heck? Cái này có được tính là một kim cương. Wow. Ok, cái này có được tính là chiếc rồng không mọi người? Vứt cái này ra, mình giữ cái đầu con rồng để lát đánh con rồng vậy. 16 cái à. Ui. 1 2 12 cái trước này. Sợ hết nên mình thấy 12 cái trước. Ok. Hôm nay đây có tà độ như 6.000, 8.000. Wait what? Nó dưới này.
đừng nói là bể luôn hai cái rồi nhá. Uầy, đen vậy? Ồ, khoan, còn cái dưới kia. Hên quá, tôi cũng bể luôn hai cái chứ quăng hai cái bể hai cái là mình đen lắm luôn á trời. Ồ, chứ nó có một cái block kim cương ngay cạnh à. Rồi, xong luôn. Ok, giáp, rìu, ta-da. Thế chúng ta có full đồ kim cương rồi. Tôi về xem đi nào, ở đây có đồ chơi, dưới đây có đồ chơi. Sắc này, tóc. Ok, tao vàng, thế này thì ổn. Trời ơi, cái gì mà xa quá vậy? Lại đang đi hướng này đúng không? Boom. Ô, nó không đi thẳng nữa mọi người. Nó quẹo quá rồi. Được được được, có mùi, có điểm. Đang gần đây rồi. Phát cuối nhá. Đó, không thể nào lộn đường được. Ok, nó ở đây nè. Đúng rồi. Rồi làm sao lấy lại được cái cục ngọc đây ta? Ok, đi dưới gốc cây luôn. Ô, có vẻ khá giống đấy. À, chỗ này giống với chỗ chiếc rồng đấy. Xem nào. Có cái chỗ nào đây nó giống cái chỗ đánh rồng ta? Ủa, mình tìm bên kia nhưng nó nằm ở bên này. Mày hả bưởi. Rồi, để coi em đây có cục nào không. Không có một cục luôn. Thôi, mình phải tốn mất dư một cục rồi. Ồ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngục nhai. Cùng nhau làm cái dưỡng đây nào. Set the bomb boy. Let's go. Hơ. Ồ, cái con rồng nó sẽ bất ngờ ở đây. Ê, mình thấy block kim cương. Ồ, nó rơi xuống rồi. Ở đây mình thấy cái có cái netherite này ở đây chắc vui lắm. Ok, 1, 2, 3. Ok, game dễ. Giúp. Ồ, lên rồi nè. Ồ. Ây da. Biến điên rồng, ai bắn mày đâu? Không, phí mua tên vô cái trụ đây gì? Ui, được luôn. Rồi đổ đây quá trời vậy trời. Ủa, có quá trứng rồng rồi kìa. Không sao, vô thôi. Vô luôn. Chơi được mọi người. Dạ, cái gì? Gì lạ, đánh cũng không được. Mày vậy bụi, đánh cho đánh đi. Đúng rồi. Ender Dragon. Xoay cái mỏ ở đây. Đúng rồi. Yup. Làm sao mà hụt được cái nào nữa. Bắn phát bắn dính mà. Ui, sao qua đó hụt vậy. Không hiểu. Ôi hết mũi tôi rồi. Ôi không cấy nữa. Vứt đi. Yeah. Mấy bạn, mình biết là mấy bạn cùng chung chí hướng rồi. Nhưng mà tránh ra đi. Cái này nhiều block quá. Yeah. Trả giá đi Dragon, mặc dù nó không làm gì cả. Chết đi. No. Không phải đi tiếp nữa. Trời, con rồng chắc cũng kiểu cái gì xem ra xung quanh tôi gì trời. Đây là cái cơ hội. Giết rồng. Yeah. Chết đi. Let's go. Woo. Hí. Mình cần lấy thêm trứng rồng không? Để trứng rồng này cho nó hội tụ ba đứa bạn.